Chào quý vị và các bạn quay trở lại với món ăn nhỏ. Quý vị và các bạn thân mến, trong video clip lần này, chúng mình hãy cùng đi tìm hiểu những vị trí nốt ruồi để nói nên tính cách, tài lộc cũng như tình duyên của các bạn nhé. Các bạn thân mến, bói nốt ruồi và đặc biệt là nốt ruồi ở chân sẽ nói lên được tính cách, số phận tương lai, công danh sự nghiệp của mỗi người. Và cùng một vị trí nốt ruồi nhưng ở nam và nữ lại có sự khác nhau. Vậy hãy cùng chúng mình đi khám phá trong video clip sau đây. Các bạn thân mến, trước tiên thì chúng mình hãy cùng đi tìm hiểu nốt ruồi ở chân thì có những ý nghĩa gì. Theo quan niệm của tướng số thì nốt ruồi ở chân thường mang một ý nghĩa về phúc tướng, đại cát, đại lợi cho gia chủ. Nốt ruồi ở bàn chân hay bất kỳ một vị trí nào cũng đều biểu hiện tính cách, tướng số khác nhau nhưng tựu chung lại thì đều nói nên về sự may mắn. Ngoài ra thì nốt ruồi ở chân dù là màu đen hay màu đỏ cũng đều có những ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên nếu là mụn ruồi son thì sự may mắn của bạn sẽ nhiều hơn, thuận lợi trong cả làm ăn lẫn tình duyên. Nốt ruồi ở chân thì có nhiều vị trí khác nhau, mỗi một vị trí lại có những vận tướng tốt xấu khác nhau. Và cụ thể, nếu mà bạn hãy xem những vị trí sau đây để đoán biết được rằng tính cách của mình như thế nào nhé. Vị trí đầu tiên đó là nốt ruồi nằm ở lòng bàn chân. Vị trí nốt ruồi đẹp nhất theo các nhà nhân tướng học là vị trí ở gan bàn chân, bởi nó có ý nghĩa đem tới nhiều tài lộc, sự may mắn cho gia chủ. Đối với nam giới thì có nốt ruồi ở lòng bàn chân, thể hiện họ là người tài giỏi, có tiền đồ, tương lai rộng mở. Và trong làm ăn thì người này luôn được người khác kính nể, có tố chất lãnh đạo và được cấp trên yêu mến. Ngoài ra thì họ cũng có duyên may mắn. Trong tình yêu thì thường gặp các đối tượng xứng đôi vừa lứa, còn sau khi kết hôn thì vẫn giữ được tổ ấm hạnh phúc. Nốt ruồi dưới lòng bàn chân ở nữ giới thì lại nói lên sự may mắn của gia chủ. Nốt ruồi càng lớn thì sự may mắn càng nhiều hơn. Trong cuộc sống, người này thường không phải lo nhiều tới vấn đề tài chính. Họ hay có quý nhân phù trợ và gia đình ủng hộ, giúp đỡ hết mình. Tuy nhiên thì ở nữ giới sở hữu nốt ruồi ở chân lại hơi lận đận trong tình duyên. Họ tự đánh giá cao bản thân nên khó gặp được người đủ tiêu chuẩn. Vị trí thứ hai đó là nốt ruồi ở bắp chân. Nếu bạn sở hữu nốt ruồi ở bắp chân sẽ biểu hiện cho tướng vận không mấy thuận lợi. Người này thường gặp khó khăn khi phát triển sự nghiệp, lận đận tình duyên. Ngoài ra thì người này còn được cho là thường xuyên gặp họa cây đổ, gia đình không yên ấm và vợ chồng đều bất hòa. Hậu vận của người này được xem là có ít của ăn của để, không sống cùng với vợ chồng của con cái. Và ngoài ra thì gia chủ còn là người có tính cách độc đoán, không biết cách thể hiện tình cảm với người khác. Vị trí thứ ba đó là nốt ruồi ở ngón chân. Nốt ruồi ở ngón chân thì có khá nhiều ý nghĩa, phụ thuộc vào vị trí thể mọc của chúng. Dưới đây là một vài vị trí chúng ta cần phải tham khảo. Đầu tiên đó là nốt ruồi ở ngón chân giữa. Đây là vị trí mọc nốt ruồi không có lợi trong đường công danh, lợi lộc của chủ nhân. Người sở hữu nốt ruồi ở ngón chân giữa thường là có số làm ăn xa nhà, bôn ba đây đó, cơ cực vất vả nhưng không kiếm ra được nhiều tiền. Họ chỉ dừng lại ở mức đủ tiêu, không có của ăn của để hay tài sản được kế thừa từ bố mẹ hay người thân. Đồng thời, họ cũng luôn cần phải cẩn trọng khi đưa ra quyết định để có được kết quả tốt nhất. Còn người nào mà sở hữu nốt ruồi ở ngón chân cái được xem là ngón trụ. Khi mà mọc nốt ruồi ở vị trí này, đặc biệt là nốt ruồi son, sẽ biểu hiện cho quyền lực và khả năng lãnh đạo tài ba của bạn. Gia chủ có người có
tài năng thuyết phục người khác theo ý nghĩa của mình, rất thành công trong công việc, được cấp trên yêu mến và tin tưởng. Nếu bạn có nốt ruồi ở ngón chân cái bên phải, có biểu hiện cho trí thông minh xuất chúng, bạn làm chính trị gia sẽ rất có tiền đồ sáng lạn nhờ vào trí thông minh của mình. Tiếp theo là nốt ruồi trên ngón chân út. Bên cạnh nốt ruồi ở ngón chân giữa thì nốt ruồi ở ngón chân út cũng biểu hiện cho sự xui xẻo luôn tiềm ẩn vẫn trong tướng vận của bạn. Bạn là người sống nội tâm, thường xuyên phiền lòng trong chuyện tình cảm. Tình cảm có thể ảnh hưởng và chi phối tới quyết định của bạn, nên bạn cần hết sức thận trọng để tránh nhận kết quả không hài lòng. Tiếp tới là nốt ruồi ở ngón áp út. Bạn là người có tướng mồm ăn chân chạy, có tướng bôn ba vất vả và thường xuyên phải đi lại làm việc. Tuy nhiên, may mắn là những người này lại có niềm đam mê và yêu thích với đặc thù công việc phải di chuyển như vậy. Và dù bận rộn vất vả, nhưng bạn vẫn hài lòng với công việc hiện tại của mình. Về tính cách thì bạn là người vô tư, ít tính toán và vụ lợi riêng cho bản thân mình. Và chính nhờ tính cách này mà bạn luôn có những mối quan hệ xã hội, được bạn bè giúp đỡ nhiệt tình trong câu chuyện của bản thân. Vị trí tiếp theo trên bàn chân đó là nốt ruồi ở gót chân. Người có nốt ruồi ở gót chân được xem là vị trí phúc tướng đối với gia chủ. Bạn là người có đầu óc phán đoán, có tài lãnh đạo, được nhiều người kính nể. Nếu làm nhà lãnh đạo, ắt hẳn bạn sẽ là một nhà lãnh đạo tài ba, mang tới quyết định đúng đắn vì lợi ích của tập thể, và bạn luôn biết cách lắng nghe ý kiến của người khác, tiếp cận sự phát triển, tiến bộ ở bên ngoài để áp dụng vào bản thân mình. Ngoài ra thì mụn ruồi mọc ở gót bàn chân còn nói lên được tướng xấu của bạn là người phải di chuyển, có số đi công tác nước ngoài hoặc là không định cư được ở một nơi trong thời gian dài. Tuy nhiên thì bạn lại có xu hướng thích điều này, không quá bận tâm tới việc phải đi lại nhiều và biến nó thành đam mê công việc. Thứ năm, đó là nốt ruồi ở mu bàn chân. Nốt ruồi ở mu bàn chân báo hiệu tướng số của bạn vô cùng lận đận, thường phải chạy vạy khắp nơi vì đặc thù công việc. Tuy nhiên người này dù làm việc vất vả nhưng không có tướng giàu sang và tích lũy được của cải. Trong tình duyên thì người này cũng không thuận lợi, thường gặp thất bại và cuối đời sẽ cô đơn, không có người thân ở bên cạnh. Đây là một tướng số rất không tốt, bạn cần tìm cách để cải thiện và thay đổi nó một cách nhanh chóng, kịp thời để tránh ảnh hưởng tới tương lai. Vị trí thứ sáu đó là nốt ruồi ở cẳng chân. Nốt ruồi ở cẳng chân thể hiện số phận của gia chủ khá lận đận, không mấy suôn sẻ trong cả đường công danh và tình duyên. Ngoài ra họ còn có thường xuyên phải chịu tai bay vạ gió, gánh họa thay cho người thân, bạn bè. Vậy nên bạn cần phải thận trọng khi mà quyết định thực hiện một việc gì đó, hoặc là đi công tác, đi chơi xa để có được kết quả tốt. Thứ bảy, nốt ruồi ở cổ chân. Nốt ruồi ở cổ chân mang một ý nghĩa tốt hay xấu, còn tùy thuộc nhiều vào màu sắc của chúng. Nốt ruồi ở cổ chân đàn ông hoặc là phụ nữ đều có ý nghĩa là bạn có số may mắn, được nhiều người giúp đỡ trong công danh và tình duyên. Tuy nhiên thì nốt ruồi ở chân và đặc biệt là ở phần cổ chân đều thể hiện cho sức khỏe của gia chủ không tốt, thường xuyên ốm đau, bệnh tật triền miên khi còn trẻ cho tới lúc về già. Đồng thời sự nghiệp của người này khá lận đận, thường bị gây khó dễ bởi bạn bè và cấp trên. Nốt ruồi ở cổ chân phải thì bạn là người có tính hiền lành. Đôi khi chính cái tính cách này khiến cho bạn gặp khó khăn trong cuộc sống, dễ bị người khác lừa. Còn nếu sở hữu nốt ruồi ở cổ chân trái thì bạn không gặp may về vấn đề sức khỏe và thường mắc bệnh nặng, thậm chí là bệnh hiểm nghèo. Thứ 8 là nốt ruồi ở mép bàn chân. Bản thân người có nốt ruồi ở mép bàn chân có số vất vả từ bé, phải tự lập từ hai bàn tay trắng. Tuy vất vả từ sớm nhưng người này không có số may mắn, không được quý nhân phù trợ nên rất dễ thất bại và không có được kết quả như mong đợi. Đặc biệt thì những người có nốt ruồi ở mép bàn chân trái sẽ gặp hạn về sức khỏe, thường ốm đau. Thứ 9 là nốt ruồi ở mắt cá chân. Nốt ruồi ở mắt cá chân báo hiệu tướng số không mấy suôn sẻ trong công danh sự nghiệp. Đây là kiểu người có tính cách khá trầm,
không được lòng người khác nên gặp khó khăn khi bắt đầu một công việc mới hay thực hiện một dự định nào đó. Tuy nhiên, nếu phụ nữ có nốt ruồi ở mắt cá chân phải hoặc là trái thì đều có tính tốt bụng. Có thể nói nốt ruồi ở mắt cá chân không quá tốt cũng không mang toàn nghĩa xấu. Đây là nốt ruồi có ý nghĩa trung lập, không ảnh hưởng quá lớn tới tướng số của gia chủ. Thứ 10 là nốt ruồi ở đầu gối hay là ở khuỷu chân. Đây là nốt ruồi đại cát dành cho gia chủ, đem tới một ý nghĩa về tài lộc, tướng số và duyên phận. Đi đâu làm gì cũng có quý nhân phù trợ và không lo bị thất bại. Ngoài ra thì nốt ruồi trên cũng nói lên bạn là người có tấm lòng nhân ái, hay giúp đỡ người khác, người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Đây là đức tính tốt và tạo nên hậu vận của bạn luôn có người đền ơn đáp nghĩa. Họ cũng là người biết coi trọng tình cảm gia đình, luôn đặt lợi ích của người thân lên hàng đầu. Các bạn thân mến, nốt ruồi ở chân mang một ý nghĩa về vận số khác nhau. Tuy nhiên, đây chỉ là một quan điểm từ xưa của người phương Đông. Đối với người phương Tây, nốt ruồi dù mọc ở bất kỳ một vị trí nào cũng đều mang không mang quá nhiều ý nghĩa. Nốt ruồi đơn giản chỉ là một khối u sắc tố mọc trên cơ thể mỗi người, và thậm chí ở một số nốt ruồi ác tính, nó còn báo hiệu bệnh tật về ung thư da mà chúng ta cần phải đề phòng và lường trước.